Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm, ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2021. Nhân ngày quốc tế người cao tuổi 1 tháng 10, cùng nhìn lại công tác chăm lo sức khỏe đời sống cho người cao tuổi trong mùa dịch của các cấp ngành địa phương. Đà Lạt giải tỏa trên đất lâm nghiệp bị tái lấn chiếm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 30 tháng 9 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về tình hình kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 3 năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2021, cùng ban hành một số nội dung mới về công tác xây dựng Đảng. Tham dự và chỉ đạo tại hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Quý 3 năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều mặt công tác. Nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là tích cực triển khai xây dựng và hoàn thành các đề án nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2021. Trọng tâm là các đề án trình hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4 khóa 13. Đồng thời, Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu 8 điểm mới về thi hành điều lệ Đảng, như người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, đảng viên giới thiệu người vào Đảng là đảng viên chính thức, cùng công tác, lao động, học tập hoặc cùng sinh hoạt ở nơi cư trú ít nhất 12 tháng với người được giới thiệu vào Đảng trong cùng một đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Thí điểm sinh hoạt trực tuyến ở một số đảng bộ chi bộ đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt theo hướng dẫn của Ban Bí thư. Đối với tỉnh Lâm Đồng, Ban Tổ chức các cấp đã kịp thời củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế, thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố cơ quan tổ chức cấp ủy, các cấp trong sạch vững mạnh. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng hình ảnh người cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng theo phương châm đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp, gắn với thực hiện có hiệu quả năm hóa và ba không, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một số đảng bộ trực thuộc tỉnh có nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, phát triển đội ngũ cán bộ đảng viên. Cũng tại hội nghị này, các đại biểu được nghe một số ý kiến trình bày của một số tỉnh thành đã thể hiện quyết tâm chính trị, đồng thuận cao nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trên cơ sở đó, tiếp tục bổ sung hoàn thiện chương trình hành động chung và chương trình hành động của mỗi tổ chức để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất, đáp ứng sự mong đợi của cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân. Trong thời gian tới, ngành tổ chức xây dựng Đảng quyết tâm tập trung việc thực hiện tham mưu cấp ủy, cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan đơn vị, cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình mới trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân, củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của nhân dân đối với đảng. Sáng nay, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Cùng dự và chủ trì hội nghị có ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tình hình thiên tai và dịch bệnh, nhưng kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng 9 tháng đầu năm tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Một số chỉ tiêu có sự tăng trưởng khả quan như tổng sản phẩm GDP tăng 1,71%, thu ngân sách đạt trên 8.400 tỷ đồng, bằng 91% dự toán địa phương, tăng 26% so với cùng kỳ.
Kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 457 triệu đô la Mỹ và trên 16.400 người được giải quyết việc làm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được nâng lên. Về sản xuất nông nghiệp, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục duy trì diện tích gieo trồng đạt trên 337.900 ha. Riêng diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao trên 62.000 ha. Chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc đến nay đã được kiểm soát. Công tác tái đàn được triển khai hiệu quả. Về lâm nghiệp, bên cạnh việc tập trung chăm sóc, quản lý, giao khoán, bảo vệ rừng, toàn tỉnh đã trồng được 3,9 triệu cây xanh các loại theo đề án trồng 50 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025. Về công nghiệp, toàn tỉnh tăng 8,3% so với cùng kỳ. Địa phương tiếp tục ưu tiên phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh, nhất là lĩnh vực chế biến nông sản. Riêng lĩnh vực đầu tư phát triển, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp, phân khai các nguồn vốn ngay từ đầu năm, làm việc với các địa phương để đôn đốc tiến độ, tháo gỡ khó khăn, ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công. Trong tổng vốn đầu tư công năm 2021 đã giao trên 5.200 tỷ đồng. Đến ngày 30 tháng 9, khối lượng thực hiện trên 2.700 tỷ đồng, đạt trên 51% kế hoạch vốn. Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, địa phương đã tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo chống dịch, vừa duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp. 9 tháng, toàn tỉnh đã thành lập mới trên 890 doanh nghiệp, nâng tổng số trên 11.000 doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động. Liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19, địa phương đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Về cơ bản, tình hình dịch bệnh được khống chế. Đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 287 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, cách ly điều trị 31 ca và 256 trường hợp được điều trị khỏi. Ngành y tế đã tập trung triển khai tiêm vaccine cho các đối tượng. Đến thời điểm này, đã tiến hành tiêm trên 230.000 mũi. Ngành giáo dục đào tạo đã chủ động sáng tạo linh hoạt, thực hiện tốt công tác dạy và học, theo tinh thần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, áp dụng các hình thức học phù hợp để đảm bảo kế hoạch giảng dạy cũng như là công tác phòng chống dịch. Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, chính sách cho người có công tiếp tục được chú trọng. Lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo có nhiều khởi sắc. Tại hội nghị, đại diện điểm cầu các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã phát biểu đóng góp ý kiến về quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh. Trên cơ sở đó đã chỉ ra những tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 3 tháng còn lại của năm 2021. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện các sở ngành của tỉnh đã làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch, tiến độ triển khai tiêm vaccine, xây dựng phương án học trực tuyến của ngành giáo dục, công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề liên quan đến phương án đón người dân Lâm Đồng từ các tỉnh thành về địa phương, triển khai các đề án thu ngân sách, đảm bảo công tác thu ngân sách trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn, kích cầu cho ngành du lịch, triển khai các hoạt động thanh tra, kịp thời chấn chỉnh các vi phạm và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh cũng được các đại biểu thảo luận, đóng góp và chia sẻ ý kiến. Đến dự và phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao những kết quả về kinh tế xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm. Đồng thời lưu ý cấp ủy chính quyền các địa phương và các ngành cần quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chú trọng công tác lãnh đạo chỉ đạo, đổi mới phương thức sinh hoạt gắn với kiểm tra, giám sát. Phát huy vai trò của đồng chí Bí thư cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, nhất là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo theo hướng phải sát cơ sở, sát sự việc, thường xuyên đi cơ sở giải quyết ngay những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, quan điểm mà không nói chung chung và phải có sản phẩm cụ thể, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và đương đầu với những khó khăn thách thức và vì cái hành động, vì cái lợi ích chung và không can thiệp sâu, không làm thay mà tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhưng phải thường xuyên nắm bắt, kiểm tra việc triển khai thực hiện đảm bảo đúng định hướng mục tiêu đề ra. Và tôi đề nghị các đồng chí phải quan tâm đến công tác xây dựng Đảng mà các tổ chức chọn, nhất là các sinh hoạt chi bộ, đề nghị các đồng chí phải nghiêm túc thực hiện. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Hiệp khẳng định những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, công tác phòng chống dịch của tỉnh đạt được trong 9 tháng đầu năm. Đây chính là sự nỗ lực chung tay của cả hệ thống chính trị,
cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, mặc dù tình hình dịch bệnh hiện nay trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, song nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh vẫn ở mức cao. Do đó, các ngành, các địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch, gắn với phát triển kinh tế xã hội, chăm lo cho đời sống của người dân. Tiếp tục cố gắng với cái quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn và tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt cái nhiệm vụ phòng chống dịch với phương châm đặt ra là bảo vệ vững chắc vùng xanh Lâm Đồng, kèm theo đó là tăng cường cái năng lực điều trị, đảm bảo đầy đủ các điều kiện để ngành y tế hoàn thành nhiệm vụ của mình và đặc biệt là không để là lây nhiễm trong cộng đồng. Xem việc bảo vệ an toàn sức khỏe của người dân, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết và đặt ở vị trí số 1. Nội dung thứ hai là liên quan đến cái phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão, thì tập trung các cái lực lượng vật tư để mà ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương những cái hậu quả khi có sự cố. Thứ ba là tiếp tục nhận định sát về cái tình hình thuận lợi, khó khăn, thách thức trong những cái tháng còn lại. Mỗi ngành chúng ta phải có cái dự báo để từ đó đưa ra những cái giải pháp nó phù hợp và đồng thời chúng ta triển khai quyết liệt để phục hồi và phát triển kinh tế. Một cái việc liên quan tới con người thì chuẩn bị các cái điều kiện tốt nhất để đưa người dân Lâm Đồng về, ưu tiên các cái đối tượng là trẻ em, người già, người bệnh tật, đặc biệt là những cái người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để về lại địa phương để được ổn định. Và các cái địa phương phải chuẩn bị các cái khu cách ly, các cái khu lưu trú, các cái điều kiện về hậu cần, về cơ sở vật chất tốt nhất để gì? Để đảm bảo cách ly 14 ngày theo như quy định. Còn tinh thần chung, tỉnh sẽ rất cố gắng nỗ lực để đưa bà con về miễn phí. Tôi xin nhắc lại là miễn phí, kể cả đi bằng máy bay. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các ngành, các địa phương cần tiếp tục chú trọng công tác thu ngân sách, tích cực phối hợp rà soát, chống thất thu trên các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, khoáng sản, xăng dầu. Các địa phương cần nỗ lực phấn đấu tìm kiếm nguồn thu, tăng thu để chia sẻ với những khó khăn của thành phố Đà Lạt do hụt nguồn thu từ các dịch vụ du lịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh còn lưu ý, hiện nay tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, vì vậy tùy vào điều kiện thực tế để các địa phương chủ động bố trí cho học sinh đến trường, đảm bảo kế hoạch học tập. Song song đó, đảm bảo tiến độ, nguồn vốn đầu tư công, chú trọng các công trình trọng điểm, đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, chủ động xây dựng phương án hỗ trợ khắc phục dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đảm bảo việc lưu thông hàng hóa, tăng cường thông tin về kế hoạch tiêm vaccine. Ngoài ra, cần thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chú trọng triển khai các chương trình xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống nhân dân nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021, tạo tiền đề để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo. Cũng trong chiều nay, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 6 nhằm sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo sở ngành trực thuộc Đảng ủy. Trong 9 tháng qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, nhưng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã bám sát chương trình công tác, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trực thuộc, tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền giáo dục cán bộ đảng viên, tập trung việc đổi mới sáng tạo, quyết tâm quyết liệt trong tổ chức thực hiện, biến khó khăn thách thức thành cơ hội theo tinh thần nghị quyết của tỉnh ủy, thực hiện mục tiêu kép vừa hoàn thành các chỉ tiêu công tác chuyên môn vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Công tác kiểm tra giám sát đảng và thi hành kỷ luật đảng cũng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy trình. Đối với việc triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện chỉ thị nghị quyết của tỉnh ủy về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021. Về công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị năm 2021, kiểm tra đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy và tập trung thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp được đề ra trong nghị quyết số 02 của Đảng ủy khối về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị cũng đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Bằng, Chánh văn phòng Đảng ủy khối vào Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
các ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chung tay chăm lo sức khỏe đời sống cho người cao tuổi, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Thời sự tối nay. Sáng nay ngày 30 tháng 9, lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng cho biết tỉnh vừa ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh lên 287 ca, trong đó đã điều trị khỏi và ra viện 256 ca. 5 ca mắc COVID-19 mới vừa ghi nhận, trong đó có một gia đình 4 người mắc COVID gồm 2 vợ chồng và 2 con, chồng lái xe tuyến Đức Trọng Đắk Lắk. Còn lại một trường hợp là F1 liên quan đến chùm ca bệnh gia đình nêu trên. Các trường hợp mắc COVID-19 đều ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Liên quan đến chùm ca mắc COVID-19, ngành y tế đã truy vết 37 F1 và 137 F2 ở Đức Trọng và Đơn Dương, đồng thời sàng lọc cộng đồng tại Đức Trọng 486 trường hợp. Kết quả xét nghiệm tất cả 37 F1, 137 F2 và 486 trường hợp sàng lọc cộng đồng có kết quả test nhanh âm tính với SARS-CoV-2. Hiện còn 8 F1, 31 F2 và 420 trường hợp sàng lọc cộng đồng đang chờ kết quả xét nghiệm. Như vậy, đến hiện tại, Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng có 2 chùm ca bệnh COVID-19 lây nhiễm từ tài xế xe tải đường dài và lây ra cộng đồng. Thưa quý vị, trong thời gian qua, công tác chăm lo đến người già, đặc biệt là những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, luôn được các cấp các ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chung tay chăm lo sức khỏe đời sống cho người cao tuổi, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Nhân ngày quốc tế người cao tuổi 1 tháng 10, nhóm phóng viên thời sự có ghi nhận sau, xin chuyển đến quý vị và các bạn. Chăm lo sức khỏe cho người cao tuổi là một trong những mục tiêu mà Đảng và Chính phủ, các cấp ngành, đoàn thể từ trung ương đến địa phương luôn đặc biệt chú trọng quan tâm. Điển hình nhất trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, những người trên 65 tuổi là đối tượng được ưu tiên để tiêm chủng phòng bệnh COVID-19. Tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều đợt tiêm chủng phòng COVID-19 cho những đối tượng này và hiện đang tiếp tục triển khai các đợt tiếp theo, giúp họ yên tâm, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. COVID-19 này không thấy hình dạng của nó, nhưng mà tất cả mọi người cũng sợ. Tôi cũng rất sợ, nhưng mà bây giờ tôi may mắn là tôi nhờ là nhà nước cho tôi một cái giấy tờ để xin đi tiêm này, mà tôi tiêm được này thì tôi rất cảm ơn nhà nước vì chính quyền là lo lắng cho tất cả dân gian. Ai cũng được như vậy thì sung sướng lắm, không có chi bằng. Song song với việc chăm lo sức khỏe thì công tác hỗ trợ cho người già có hoàn cảnh khó khăn cũng luôn được chú trọng quan tâm. Có thể nói trong xã hội hiện nay, bên cạnh những người già có cuộc sống sung túc, đủ đầy, thì cũng còn có rất nhiều đối tượng người già đang phải chạy ăn từng bữa, cuộc sống khốn khó, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong cuộc sống của họ càng trở nên chênh vênh hơn. Và để chăm lo cho những đối tượng người già gặp khó khăn, trong thời gian qua, ngoài sự trợ giúp của các cấp các ngành, đoàn thể thì cũng có rất nhiều nhà hảo tâm đã chung tay chia sẻ chăm lo đến cuộc sống bằng các hoạt động như tổ chức những bữa cơm miễn phí hay trao tặng những món quà nhỏ, vật dụng sinh hoạt, nước rửa tay, khẩu trang hay chỉ vài ký gạo được các tổ chức cá nhân gửi tặng khiến họ vô cùng xúc động trong những ngày khó khăn vì dịch COVID-19. Đã có rất nhiều hành động đẹp, những tấm lòng được nhân lên, lan tỏa những tinh thần tương thân tương ái trong những ngày cả nước vượt qua dịch bệnh. Nhận cái số quà này đây tôi rất là vui mừng và phấn khởi, được no nữa. Cho nên là tôi rất là cảm ơn mấy anh mấy chị. Nhờ những các chương trình ủng hộ giúp đỡ cho chúng tôi tuổi già, tôi xin cảm ơn tất nhà hỗ trợ giúp đỡ bà con. Hiện nay thì toàn tỉnh đang đỡ đầu gần 1.500 cái địa chỉ nhân đạo. Thì trong đó cũng phải chiếm đến gần một nửa là những cái người mà người già neo đơn, không nơi nương tựa, và những người già có hoàn cảnh khó khăn hoặc là người già khuyết tật không có thu nhập. Thì chính vì vậy cho nên Hội Chữ Thập Đỏ hết sức đặc biệt quan tâm đến cái đối tượng này. Và trong cái dịp mà COVID-19 này á, thì phải nói rằng là các cái đối tượng này đã khó khăn thì lại càng khó khăn hơn. Chính vì vậy mà chúng tôi đã tổ chức ra nhiều cái hoạt động, ví dụ như là phát cơm miễn phí, rồi tổ chức các phiên chợ nhân đạo, tổ chức các cái điểm cấp phát lương thực, thực phẩm miễn phí. Thì cái đối tượng mà ưu tiên đầu tiên để chúng tôi chỉ đạo để mà phát phiếu cho họ đi tham gia chợ
cũng như là tham gia các cái điểm cấp phát lương thực, thực phẩm miễn phí thì đều là quan tâm đến cái đối tượng này. Trong lúc đất nước gặp khó khăn thì những hành động đẹp của mỗi tổ chức cá nhân đối với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đều vô cùng trân quý. Những câu chuyện đẹp về sự sẻ chia, yêu thương về tình người và tình đời giữa bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã giúp họ được ấm lòng hơn. Chúng ta chăm sóc sức khỏe, cuộc sống cho người già, người neo đơn, đó cũng là một trong những nội dung quan trọng trong chính sách dân số mà Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chú trọng và hướng đến. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công điện về việc khắc phục hậu quả sạt lở đất tại phường 7 thành phố Đà Lạt, không để xảy ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng về sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. Công điện nêu, vào khoảng 14 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2021, tại khu vực đường Anchoret, phường 7, Đà Lạt, có 4 người đang trú mưa tại một chòi tạm nằm bên dưới một kè đá mới xây. Trời mưa làm mái ta luy và kè đá đổ xuống chòi tạm, làm 2 người chết và 2 người bị thương. Ngoài ra, vào ngày 24 tháng 9 năm 2021, tại tiểu khu 66, đường vào Thủy điện Trung Nam, trên địa bàn xã Đà Long, huyện Đầm Rồng, đã xảy ra vụ sập ta luy gây tử vong cho 3 cháu nhỏ. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn nêu trên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân tử vong và gửi lời thăm hỏi động viên đến các nạn nhân bị thương. Để khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất tại phường 7, thành phố Đà Lạt và không để xảy ra các vụ tai nạn sạt lở đất tương tự nêu trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt chủ trì phối hợp với cơ quan đơn vị liên quan huy động các điều kiện tốt nhất về y tế để tập trung chữa trị tích cực, kịp thời cứu chữa cho những nạn nhân bị thương, tổ chức thăm hỏi chia sẻ động viên các gia đình, các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn sớm ổn định tinh thần và ổn định đời sống. Chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn, xác định trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền cấp xã tổ chức kiểm tra rà soát các ta luy có nguy cơ sạt lở, các công trình nhà cửa nằm dưới các mái ta luy không đảm bảo an toàn, gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân, kể cả những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, ngập lụt, để tổ chức tuyên truyền vận động, kiên quyết sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm nhằm tránh sự cố tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Tuyệt đối không để người dân quay trở lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn. Tổ chức ứng trực 24 trên 24 giờ tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để cảnh báo, hạn chế qua lại, tránh nguy hiểm cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng sạt lở ta luy, lũ quét, ngập lụt gây thiệt hại đến tính mạng của người dân. Tăng cường công tác kiểm tra rà soát, thực hiện các giải pháp, biện pháp cảnh báo phòng chống thiên tai trên địa bàn theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công điện số 6345 ngày 7 tháng 9 năm 2021, văn bản số 3494 ngày 28 tháng 5 năm 2021, đồng thời khắc phục ngay các sự cố nơi có nguy cơ bị tác động do thiên tai gây ra nhằm giúp người dân sớm ổn định sản xuất, cuộc sống và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Giao Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khẩn trương tổ chức thăm hỏi động viên và hỗ trợ cho các gia đình, các nạn nhân bị tai nạn nêu trên theo quy định, đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ địa phương trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại văn bản này. Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 10 năm 2021. Hết công điện. Phần cuối của chương trình thời sự tối nay, ngành chức năng thành phố Đà Lạt tổ chức cưỡng chế giải tỏa trên 700 mét vuông đất lâm nghiệp bị tái lấn chiếm tại lô A1, khoảnh 7, tiểu khu 152B, xã Xuân Thọ. Sáng ngày 30 tháng 9, Hạt Kiểm Lâm thành phố Đà Lạt cùng Ban Quản lý rừng Lâm Viên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt đã tổ chức cưỡng chế giải tỏa trên 700 mét vuông đất lâm nghiệp bị tái lấn chiếm tại lô A1, khoảnh 7, tiểu khu 152B, xã Xuân Thọ. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện diện tích trên bị lấn chiếm dưới tán rừng và trồng một số loại hoa như cẩm tú mai, hồng môn, hoa hồng, v.v. và xây dựng ban công đi lên xuống. Đây là diện tích trước đó vào ngày 30 tháng 6, lực lượng chức năng đã tổ chức cưỡng chế giải tỏa toàn bộ diện tích trên và đã trồng lại cây phân tán trên diện tích vi phạm. Khi đó, chủ vi phạm được xác định là ông Nguyễn Văn Hiếu,
trú tại phường 10 Đà Lạt. Công tác giải tỏa lần này đã diễn ra khẩn trương, trả lại hiện trạng ban đầu để ban quản lý rừng lâm viên quản lý bảo vệ diện tích sau giải tỏa. Đồng thời tiếp tục truy tìm đối tượng vi phạm tái lấn chiếm diện tích đất lâm nghiệp như trên để xử lý theo quy định. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.